Chào ngày mới, Khang Audio 18 Bình Dương kính chúc các sư phụ, các sư huynh cùng các hiền đệ ngày mới tìm thấy được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh YouTube của mình, cũng như chia sẻ kênh của mình cho người khác biết. Mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật hay mua sắm âm ly loa đài hay sửa chữa âm ly loa đài, mọi người vui lòng liên hệ theo số máy 0368888479. Hân hạnh được phục vụ. Mọi người kết bạn Zalo với mình cũng theo số máy này để ta tiến hành giao dịch cho nó đỡ tốn thóc. Mời các sư phụ cùng các huynh đệ ly trà xanh. Xin thưa với các sư phụ cùng các huynh đệ, ngày hôm qua mình có một cái video giới thiệu cái con âm ly 16 con rùa Sanken 1 vít sử dụng IC Echo huyền thoại M50195. Đấy, thì cũng có xin thưa với cái tình trạng của mình nha. Cái tình trạng của mình thì hôm qua bị trục trặc về cái vấn đề cái bụng ấy, mà khi coi như là doctor phán là bị sỏi thận đấy, thế nên là bây giờ là chuyển sang coi như thế là không làm đêm nữa mà chỉ làm ngày thôi, nên là tiến độ là nó cũng lại giảm đi, đúng không ạ? Thì mong các sư phụ cùng các huynh đệ cũng thông cảm cho nhá. Và cũng qua đây thì cũng qua cho Khang gửi lời cảm ơn sâu sắc, gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới qua những ai rất nhiều nhá. Có người thì bình luận, có người thì gọi điện, có người thì nhắn tin về hỏi han về cái tình hình coi như thế là long thể của lão nông nhá. Rất chi là cảm kích, chỉ có một lời nói thôi nha. Đấy, có một lời nói thôi nhưng mà khiến con người ta nó rung động nhỉ, nó rung động cảm kích vô cùng trước những cái tin nhắn hỏi han về sức khỏe, rồi những cái cuộc điện thoại, rồi sư phụ của mình lại gửi cả cho những cái đường link video coi như là cách điều trị sỏi thận này nọ nha, cái lọ cái chai. Thì một lần nữa coi như là Khang gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả mọi người nha. Thì về cái vấn đề sức khỏe ấy, thì có một vĩ nhân đã nói là khi của cải mất thì chả có gì mất cả, mà khi sức khỏe mất thì mất vài thứ rồi, thế nhưng khi ý chí mất là mất hết. Nhưng mà ý chí của lão nông thì nó là tinh thần thép rồi nhỉ, ý chí thì không thay đổi, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến ấy, thế nên là vẫn cứ phục vụ âm ly loa đài cho mọi người. Đấy. Còn về cái vấn đề cái sức khỏe của mình thì mình gọi là long thể, thì mong các sư phụ cùng các huynh đệ cũng bỏ qua cho nhỉ, tại vì mình trân trọng quá nhá, mình trân trọng quá nên mình dùng cái từ long thể đấy, chứ còn thực tế ra thì cũng hiểu long thể là gì nhá. Thế nhưng mà đôi khi trong cuộc sống người ta không nên ở cái thể, tức là 2 năm trôi qua ân tình không dám ngỏ, tôi sợ thân mình là bọt bèo, đúng không ạ? Như vậy là tự ti, là hạ thấp mình quá, đúng không ạ? Đấy, không làm sao mà phải tự ti với bản thân cả, đúng không ạ? Nhà mình ngày hôm nay không phải là nhà lầu xe hơi, nhà không phải nhà cao cửa rộng, thế nhưng có một ngôi nhà để coi như là có cái chốn để đi về, và cái ngôi nhà đầy ắp tiếng cười đấy nó cũng là một niềm hạnh phúc và mình cần phải trân trọng, đúng không ạ? Đấy, mình có một người vợ nhá, mình có một người vợ tuy chưa đẹp như hoa hậu, chưa đẹp như những người này người nọ, thế nhưng mình vẫn cứ trân trọng, đúng không ạ? Đấy, đó là hạnh phúc trời ban cơ mà, đó là hạnh phúc trời ban. Và mọi thứ mình đang có trên cuộc đời này mình đều phải trân trọng, đúng không ạ? Mình cũng không nên so bì với những người khác. Vì sao ạ? Vì mỗi người một số phận, đừng so sánh với ai, vì ta không biết trước họ thế nào ngày mai. Có phải không ạ? Đấy. Thế thì qua đây cũng cho lão nông chi điền Khang Audio 18 này coi như thế là gửi lời tới các sư phụ cùng các huynh đệ khắp ba miền Bắc Trung Nam là cũng giữ gìn sức khỏe của mình nhá. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ. Thế nên là mong mọi người cũng giữ gìn cái sức khỏe của mình để coi như thế là
lao động nha, và chơi nhạc nha. Đấy, 36.000 ngày là mấy, cảnh phù du trông thấy đã nực cười, thôi công đâu chuốc lấy sự đời, tiêu khiển một vài chúng lếu láo, đoạn tống nhất sinh duy hữu tử, trầm tư bách kế bất như nhàn, dưới thiều quang thấp thoáng bóng nam san, ngoảnh mặt lại cứu hoàn cõi cũng nhỏ, khoảng trời đất cổ kim kim cổ, mảnh hình hài thân có không, lọ là thiên tư vạn chung. Một số đôi điều gửi tới các sư phụ cùng các huynh đệ. Còn bây giờ, buổi sáng ngày hôm nay là ngày 20 tháng 12 năm 2022, sắp sửa đến Noel rồi, rồi là đến Tết dương lịch, rồi lại đến Tết âm lịch rồi. Đấy, thế nên là buổi sáng ngày hôm nay mình thưa chuyện tới các sư phụ cùng các huynh đệ, và kèm theo một sản phẩm, đó là một chiếc âm ly mình gửi tới các sư phụ cùng các huynh đệ khắp ba miền Bắc Trung Nam. Thay lời merci, thay lời cảm ơn nha. Đấy. Hay là thank you, tiếng Anh là thank you, và tiếng China đó là xie xie, cảm ơn đây nha. Đấy. Đó là chiếc âm ly Zinton Cambodian BA 7825 mã, 7825 mã. Âm ly này của hãng Zinton nha. Đấy. Cái mặt âm ly này thì được sản xuất bằng mặt nhôm chứ không phải mặt nhựa nhá, tại vì nhiều khi nhôm nhựa nó lẫn lộn. Đấy, thế mà mặt này mặt nhôm, nên mà ở đây này cái sơn này nó bị cháy này. Đấy, đây tem này, tem của hãng này. Đấy, âm ly có địa chỉ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, và hàng Zinton là thuộc loại hàng chất lượng cao nhá. Đấy, tất cả các chiếc đáp và công tắc ở đây, chiếc đáp và công tắc ở đây thì mình đã thay mới rồi để tránh cái trường hợp nó lẹt xẹt bụi này. Đấy, ở khu vực mình sinh sống là cái này nó nhiều, nó sẵn lắm nha, nó sẵn lắm. Đấy, bây giờ mọi người đi vào bên trong thì âm ly này thì đương nhiên rồi, chạy điện 220V. Đấy, tình trạng hoạt động của nó nghe nhạc và hát karaoke đang hoạt động tốt nhá. Âm ly này được sử dụng 8 con xo than, và bây giờ mời mọi người soi nội thất của nó. Đây, Zinton này. Đây là cục biến áp nguồn. Biến áp nguồn. Cái này là của công ty điện tử Phúc Lộc. À đấy, lại nói Phúc Lộc. Nếu mua con âm ly này bỏ cho 20-30 nghìn nhá, 30 hay 40 người đấy. Mua lọ sữa ông Thọ để cho đảm bảo với cái vấn đề là cái bộ tam đa Phúc Lộc này, mà có Phúc có Lộc mà không Thọ thì cũng chưa được mãn nguyện cho lắm, đúng không? Phúc Lộc rồi nhưng lại còn phải Thọ nữa, chứ Phúc Lộc mà yểu thì buồn lắm. Đấy. Đấy. Thế là để giải quyết vấn đề đấy, ta mua hộ xung họ về là giải quyết ngay để vấn đề Phúc Lộc Thọ, hai tụ lọc nguồn nhá. Đấy, đây biến áp đây, đây là mạch công suất của nó đây, mạch công suất của nó dùng 4 than. Con âm ly này thì nó chơi, nói chung là ví dụ như một đôi bát 30 thì nó cũng chơi được nhá. Đấy, chứ còn bát 4 tấc thì không nên chơi, bát 4 tấc thì không nên chơi, vì nó có 4 công suất của nó có 8 quan thôi. Đấy, đây là vỉ công suất nữa này. Đấy, còn đẹp lắm nhá. Đấy, tiếp theo đấy là mạch mic cũng được chạy 4 IC 4558. Đây, con này là con 4558 này, 1 2 3 4. Đấy, mạch echo được sử dụng con IC 0306. Mấy cái chô được sử dụng con IC0306. Đấy, 0306. Ở dưới là master và music, tất cả đều của Zinton hết. Đây là Zinton này, không có lai lủng cái gì cả nhá, Zinton này. Đấy, đây Zinton này, master này. Đây là mạch master. Còn cái thằng cu này là đèn báo thôi chứ chẳng có gì ghê gớm cả nhá. Đèn báo thôi. Đấy, đây là mặt đằng sau của nó đây, mặt đằng sau của nó Zinton BA 7800 này. Đây,
địa chỉ đây, địa chỉ công ty đây. Đây là mặt dưới của cái âm ly này nhá, mặt dưới của cái âm ly này. Thì ngày hôm nay ngày 20 tháng 12 năm 2022, mình thanh lý ở cái mức giá vô tiền khoáng hậu, xưa nay chưa bao giờ có và sau này cũng chưa bao giờ có. Chưa bao giờ có một ai đó cung cấp một cái âm ly ở với một cái mức giá và như mình đưa ra, trừ những âm ly hỏng nha. Còn âm ly này của mình đã được mình kiểm duyệt, là điểm thứ nhất. Chiết áp đã thay hết, những nguyên cái thay chiết áp này đã bao tiền nha. Đấy, xác nhận là về chỉ cho nó ăn điện, xong là cho nó tín hiệu audio vào đít nữa là nó ra loa nha. Đấy, thì cái con âm ly này mình thanh lý với một cái mức giá thay lời, cảm ơn các sư phụ cùng các huynh đệ khắp ba miền Bắc Trung Nam, với một cái mức giá là 450.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Hay nói lời cảm ơn rồi thì thi thoảng cũng phải có những cái sản phẩm, tức là đi đôi với hành động, lời nói là phải đi đôi với việc làm, đúng không ạ? Đấy, thì đó là một việc làm cụ thể để gửi tới các sư phụ cùng các huynh đệ, thay lời merci, thay lời thank you, thay lời chia sẻ tới các sư phụ cùng các huynh đệ khắp ba miền Bắc Trung Nam đã coi như thế là đăng ký kênh YouTube của mình, rồi chia sẻ kênh của mình cho người khác biết, rồi đã gửi chọn niềm tin vào nơi của mình. Nên bởi ngày hôm nay mình thanh lý với một cái mức giá để gửi tới mọi người, đó là 450.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển, một mức giá rẻ nhất của đất, đó là một điều chắc chắn. Còn đừng so bì với những cái chiếc âm ly mà chưa được kiểm duyệt vừa nha. Âm ly của mình đã được mình kiểm duyệt về vấn đề kỹ thuật, đủ tiêu chuẩn văn võ song toàn thì sư phụ Khang mới cho xuất sơn. Thôi xin phép dừng clip ở đây. Trân trọng cảm ơn các sư phụ cùng các huynh đệ. Chào thân ái. Merci beaucoup.